Dạ, thưa bác sĩ, có một thông tin là Việt Nam mình cũng vừa mới nhập một số lượng lớn thuốc kháng virus là remdesivir. Vậy thì trước đây người dân mình cũng có nghe nhiều là ở nước ngoài thì cũng thuốc này cũng được sử dụng để mà chữa COVID-19 á, thì nên bác sĩ có nhiều người dân thắc mắc là người bệnh có thể mua cái thuốc này ở nhà thuốc về dùng được hay không? Cái tác dụng cũng như là cái mức độ hiệu quả của nó trong việc điều trị COVID-19 thực sự như thế nào thì bác sĩ có thể giải thích cho khán giả được biết không ạ? Cái thuốc này khi mà nó xuất hiện thì nó nổi đình nổi đám vậy lắm, nhưng mà sau đó thì người ta thấy nó cũng không giải quyết được nhiều vấn đề đâu, đặc biệt là những người bình thường. Thứ hai là nó đắt tiền, thứ ba là cái thuốc uống của nó cũng không có chó, toàn thuốc chích không à, thì mình mua về nhà sao mình chích được, sao mình truyền được. Cho nên mình cũng phải tự phòng ngừa. Rồi cái mà thuốc đó thì nó thuộc về cái ngành ngành y tế, người ta có chỉ định chứ không phải ai cũng uống được đâu, ai cũng chích được đâu. Thành ra mình nghe Remdesivir thì mình hy vọng là nó sẽ giúp cứu sống thêm một số người, chứ đừng có nghĩ mình là cái người mà cần xài cái đó, tại vì mình người cần cái đó là mình mệt lắm á, chứ còn nghĩ chi cái đó, tại vì đa số nó tự khỏi mà. Dạ, thì bác sĩ có thể cho mọi người biết là có những cái loại thuốc nào thực sự mình cần có ở trong gia đình, ví dụ như là một gia đình có người bị hay là cả gia đình nhiều khi cũng đều là F0 thì mình cần có những loại thuốc nào ở trong cái tủ thuốc của mình để mà điều trị COVID-19 hay là cũng như giúp hỗ trợ bổ sung một số cái bệnh khác để mà giảm lại cái triệu chứng của COVID-19 không ạ? Covid-19 là không có chữa, mà mình thấy gì chữa cái đó. Thì triệu chứng của Covid là gì? Nóng, ho, sổ mũi, nhức đầu. Nóng, ho, sổ mũi, nhức đầu, mệt quá, ăn yếu quá, người nó xìu xuống, người nó không có lực. Thì nóng uống thuốc nóng, paracetamol, ho uống thuốc ho, đau đầu thì uống giảm đau, đau bụng tiêu chảy thì uống thuốc chống co thắt. Đó. Còn nghĩ mình mệt mỏi quá thì uống vitamin. Đó. Vitamin, rồi cũng có thể là ăn những cái thức ăn mà nó nhiều năng lượng, ăn nhiều thức ăn đồ bổ vô đó. Rồi nếu có cần thì mình có thể xài kháng sinh hoặc là kháng viêm, tuy nhiên cái đó không nên, ở trên mạng người ta chỉ cũng nhiều nhưng mà các bạn phải hết sức là cẩn trọng, tại vì nếu mà mình nhiễm siêu vi mình không bị gì á, mình uống cái đó vô có thể nó bội nhiễm, thành ra phải có chỉ định đúng của bác sĩ coi mình là thuộc cái nhóm gì mình hãy xài cái đó. Dạ, và đúng như là bác sĩ nói thì cũng có ở trên mạng thì có rất là nhiều lời khuyên nói là thuốc kháng sinh chỉ diệt được vi khuẩn không diệt được virus, thì từ đó người ta khuyên là không nên uống kháng sinh khi bị COVID-19, thì cái lời khuyên của bác sĩ dành cho trường hợp này thì như thế nào ạ? Đương nhiên là cái điều này được tất yếu rồi, tại vì virus mà làm sao mà mình chỉ có thuốc kháng virus, mà hiện nay nó chưa có cái thuốc đó đó, thành ra mình phải 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 biết là cái đó là virus, mà virus mà khi mình xài kháng viêm vô á, nhiều khi nó lại nặng thêm á, tại vì nó con dao hai lưỡi. Nếu mà nó phản ứng viêm nhiều á, thì mình xài kháng viêm có lợi, trong khi nó không có phản ứng viêm nhiều á, mà mình xài vô á, thì có khả năng nó lại bội nhiễm đó, thành ra cái gì cũng phải cân nhắc hết. Cho nên mấy cái nhóm thuốc mà kháng viêm rồi kháng sinh thì mình phải, hoặc là kháng đông thì mình phải có đúng cái hướng dẫn của bác sĩ, chứ mình đừng tự mua. Còn nếu mình mua thì mình mua nhiều nhiều chút để mốt còn đi to người ta, chứ còn cho ít quá người ta đâu có xài được. Mua nhiều để mốt mình dư á, mình hết bệnh mình mang vô mình cho trong bệnh viện, mà mua thuốc có đắt xa chút. Ngoài ra còn có một thứ thuốc mình cũng có thể mua đó, đó là cái thuốc ngủ. Mình mua cái loại thảo À dược dạ. á, tại có khả năng là mình nhức đầu hoặc là mình tư duy nhiều quá mình ngủ không được, mình ngủ cho mình ngủ êm thì ngày mai mình sẽ khỏe hơn. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.